Ok, hiện tại mình đã soạn sẵn tất cả các tàu hóa màn hình để đem về quê cùng nhau lên những cái bộ phim tuyệt vời nhất dành cho các bạn đây. Sorry, phòng hơi bừa bộn chút. Đây là cây mô hình đất chụp bánh của mình nè. Pretty good, right? Ok, bây giờ mình sẽ tranh thủ dọn vậy. Tối nay mình sẽ lên tàu đó các bạn. Ok, để hôm nay sẽ thấy mình đúng không? Hello, mình là Quyến. Tối nay mình sẽ đi tàu SE7 vào lúc 23 giờ tại ga Đà Nẵng. Và sáng mai khoảng 9 giờ mình sẽ tới ga Ninh Hòa, nơi đã gắn bó với các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại nha. Oh gosh, mình mua một đống kèo này. Hiện tại mình chưa có dịp để sử dụng. Mình sẽ đem cái đầu máy để trở về cùng với mọi người. Ok. Ok, hello các anh em. Ok, và chào mừng các bạn. Hiện tại Win đang ở ngay tại sân ga Đà Nẵng. Về hiện tại Nguyên đang chờ tàu khách SE7 từ Hà Nội về Sài Gòn để về lại quê hương Ninh Hòa để thực hiện nhiệm vụ. Nói chung là cũng không keo kể gì lắm, nhưng mà sẽ có những thước phim về tàu hỏa mô hình cho các bạn. Và mình cũng sẽ đón lễ cùng với gia đình nữa đó. Bây giờ là 10:30 rồi. Các bạn thấy hình nền điện thoại của mình thế nào? Mình là fan cuồng của Spider-Man đấy. Khoảng 11 giờ kém 10, SE7 sẽ tới. Thì khoảng 15 phút nữa thôi. Chúng ta cùng chờ đợi SE7 nha. Mình sẽ cho các bạn xem hôm nay tất cả những người này họ đang chờ tàu khách SE7 và SE8. Anh chàng này nè, ví nhiều quá. Hello. Thì ra đây là lần đầu tiên mình đặt vé trên điện tử với mọi người. À, có cái máy này nè. Mình sẽ tiến hành in ra vé nha. Mà mình cũng biết dùng sao nữa. Thôi, mình chọn bản nha. Mình mã nè. Mã đặt chỗ, mã vé. Mã đặt chỗ của mình là... Đấy, chỗ mã đặt chỗ nè. Các bạn nhập vào đây nha. Mình nhập vào màn hình thôi. JAML 7T. Rồi chơi cứu. Đấy, mọi người bấm vào chơi cứu nè. Đấy, thông tin của mình nó sẽ hiện lên đây nè. Bấm nút in nha. Gọi. Ok. Tính ra đây là lần đầu tiên mình thử dùng cái này luôn. Mà không ngờ mình làm được luôn. Làm buộc như sinh siêu luôn. Cứ vậy, trước khi chờ SE7 thì mình sẽ review cho các bạn về chiếc cái đầu tàu cổ này. Số hiệu là 141026. Ui, có buồng lái luôn kìa. Cực kỳ nghệ luôn nha. Ngày xưa thời ông bà hoặc là thời ba mẹ mình thì nó còn từng được sử dụng. Nhưng mà bây giờ chắc nó hết được rồi. Đó, mọi người thấy mình không? Hello. Trời, các bạn thấy mình đem mô hình nhiều không? Mình đem về quê quay cho các bạn xem á. Chiến không? Chiến không? Ok, let's go, chờ tàu thôi. Mấy bạn coi nè, đây là cái khung của D19E nhưng mà mình bỏ cặp á. Xong cái giữa nó thành gì luôn. Chán ghê. Ủa bé, chàng kia đang làm gì vậy? Ủa kìa. Trời ơi. E7 sắp tới chưa? Sắp tới rồi nè, coi đi chờ. Cao rồi.
hấp dẫn. Bọn họ đang nhìn mô hình của mình đó mọi người. Oh my god. Mọi người thử đón xem hôm nay máy gì kéo SE7 nha. Kè tím hay là đổi mới. Ú lại kè tím kéo mọi người ạ. D19 này 946. 946. 946. Tí nữa đầu máy này sẽ tiến hành cắt ra khỏi SE7 nha, để thay một cái đầu máy 915 đổi mới ở phía đuôi. RAM hôm nay hơi ngon mọi người ạ. Wow. Mọi người có thấy từ xa một thằng đội máy đồ mới đó, nó chuẩn bị ghép vào SE7 đó nha mọi người. Hello. RAM hôm nay khá là đẹp nha mọi người. SE7 hôm nay khá là đẹp. Tàu tới trễ 10 phút nha. Về Ninh Hòa thôi. Let's go. Mọi người thấy gì không? D19E946 đang cắt khỏi cái đầu cái tàu SE7 nè. Đó, đó là quy trình đầu máy thay đầu máy tại ga Đà Nẵng. Đấy, nó cắt ra rồi đó. Đấy. Còn chiếc đầu máy từ xe kia sẽ tiến hành nối vào cái đuôi tàu SE7 để kéo về hướng ngược lại. Máy đổi mới nha, mình không biết số hiệu thôi. Nghe bảo là 915. Ok, và mình đã lên tàu thành công. Mọi người có thấy D19E946 từ sao? Nó đang chờ tàu mình đi, sau đó nó sẽ đi theo tàu mình để vào kho ở Đà Nẵng. Ok, goodbye Đà Nẵng. Mình về Ninh Hòa đây. Wow. Mình thấy có một con D19E nằm ở đường 1 kìa. Mình không biết con D19E đó là con nào nữa. Ok, mọi người thấy không? D19E967. Ồ. Mình cũng không biết nó nằm đó để làm gì nữa. Mấy bạn có nhớ cái chỗ này không? Cái đoạn này mình hay quay phim nè. Đó, mình hay quay cho các bạn xem video ở chỗ này nè. Ngay đầu Nam ga Đà Nẵng luôn. Các bạn có thấy một cái đường nhánh bên đây không? Đó, cái đường nhánh này mình hay đứng để quay phim nè. Đồng thời cái đường nhánh này cũng vào cái xí nghiệp toa xe Đà Nẵng nè. Đúng rồi, cái đường nhánh này nè.
Hồi trước mình thấy đêm 18 me nó chạy trên cái đường này luôn. Nó chạy qua cái đường bộ luôn. Tin không? SE7 đang rời khỏi ga Đà Nẵng rồi. Thì anh em tiến về ga Thanh Khê. Mọi người trên tàu hiện đang nghỉ ngơi hết rồi, hết mọi người. Hôm nay xe mình đi là A3 1586. Một loại xe ngồi mềm cũng khá là ngon. Để mình hú các anh em trong kia. Hiện tại tàu mình đang giảm tốc mọi người ơi. Chuẩn bị vào ga Thanh Khê, chắc là tránh tàu khách SE8 ngược chiều lại á. Tàu mình cua nè. Đó, mọi người có thấy chiếc tàu nằm đường bên không? Mình không biết đó là tàu gì nữa. Có vẻ không phải là SE8 rồi mọi người ơi. Ồ, là tàu hàng. Gosh. 4 số hả? Đêm 12 nè mọi người, đêm 12 nè. 652. Tàu hàng. Ồ, lại tàu chở đá. Mọi người thấy đá ở trên không? Tàu chở đá mọi người ơi. Tàu chở đá. Tàu mình đang thông qua đường rẽ á. Để tàu chở đá. Đây ga Thanh Khê đây mọi người. Đó, tàu mình đang cua chạm qua ga Thanh Khê. Thích quá à. Đây là cầu Vượt Ngã Ba Huế chà. SE7 để dừng được 10 phút rồi. Chắc lại là tránh tàu mọi người. Lần này chắc là SE8 khả năng cao. Đấy, chú đang làm đêm đấy. Big respect to him. Ok, chúng ta cùng nhau chờ tàu nha. Ok mọi người, hiện tại cổng hiệu đã bật đèn xanh rồi nha. Có vẻ như SE8 sắp qua rồi. Kiểu như cái ghế ngồi là quen thuộc lắm đúng không?
Bây giờ mình sẽ show cho các bạn những cái gì hay ở dọc đường thôi. À, đây là phong cách của Prince Street. Let's go. Thấy cái con đường sát bên không? Cực kỳ thơ mộng luôn. Tìm hiểu thì sẽ có một cái game mới tên là Xuân Sơn Nam ngay sau Galaha luôn. Bây giờ mình sẽ thử khám phá thử nó có nằm đâu nha. Let's go. Nãy giờ mà mình không thấy cái ghe gọi là Xuân Sơn Nam ở đâu hết đấy. Chắc là Wikimedia nó bị bời. Các bạn biết vì sao tàu mình đang chạy chậm không? Cực kỳ chậm luôn. Bởi vì nó đang thông qua một cái hầm, mà cái hầm nó đang thi công.
đang sửa chữa, nằm ở giữa khu gian La Hai và Chí Thạnh. Quay được cái hầm này là chúng ta sẽ gặp được ghe Chí Thạnh nha mọi người. Con bé ông đón tàu này. Hello. Rồi, chuẩn bị chui hầm. Ui. Đây là toa cuối cùng rồi mọi người. Xe phát điện. Xe này không có chở hành khách. Ha. Thank you.
được lại với Hưng. Nhớ hồi gia đình mình đang chơi vào Tết năm trước. Thật là nhiều kỷ niệm ở đây. Ê, quen không mọi người? Các bạn có thể thấy cái núi Tù Lù kia. Bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy cái điều kỳ diệu sau cái hầm này nha. 3, 2, 1, ra nào, go. Đấy, mọi người thấy không? Đây là view đẹp nhất mà mình từng thấy. Hello. Rồi, tàu chạy chậm nữa thì khỏi bàn luôn. Đây là Khánh Hòa đó mọi người ạ. Đây là Khánh Hòa đây.
Rồi em đi nhờ lên nha. Oh, mẹ. Mẹ. Hả? Mỹ ư. Ừ. Mỹ lên đâu chưa? Hả? Mỹ lên đâu chưa? Nãy giờ con quay phim, con quay cả ngày. Rồi.